Anh Đại nói cho cùng anh Đại là nhà toán học. Thứ hai, anh là nhà tâm lý học. Anh không phải là nhà nghiên cứu văn học. Anh không phải là thầy giáo văn. Do đó anh không hiểu môn văn và môn tiếng Việt. Đây, anh không hiểu. Anh vừa nói là của tôi dạy văn là nghệ thuật, còn anh dạy tiếng Việt thì môn tiếng Việt một của anh là khoa học. Nhầm. Môn tiếng Việt không phải là một môn khoa học, nó là một môn ngữ văn trong nhà trường. Mục đích của nó, mục tiêu của nó là dạy cho các em đọc được, không những đọc được chữ mà đọc hiểu được các bài văn, làm được các bài văn bằng tiếng Việt, đúng theo chuẩn tiếng Việt. Đấy là môn tiếng Việt. Và môn tiếng Việt này không chỉ có tiếng Việt 1 mà còn kéo dài tiếng Việt 2, tiếng Việt 3 cho đến lớp 12. Cái ý niệm của anh về tiếng Việt 1 là tiếng lớp 1 dạy ngữ âm, thứ hai là từ 3 là vậy, là sai bét. Cái này không một nhà khoa học nào chấp nhận được cái cách dạy như thế. Dạy cho tôi chứ tôi là không hiểu gì về tiếng Việt và văn Việt. Đấy, tôi xin nói rõ ràng cái điều đó. Cho nên anh Đại là tư duy tự do. Vì tự do của anh là gì? Anh được tự do trong trường thực nghiệm. Đấy, anh muốn nói trời gì được, trong trường thực nghiệm anh là vua. Anh muốn nói gì được, anh muốn tự duy, anh muốn nói cái ai được. Đấy là quyền của anh. Nhưng mà một khi sách giáo khoa và chương trình đã đưa ra xã hội thì nó là sản phẩm xã hội và phải được thẩm định bằng những cái cơ quan của xã hội. Đấy. Cho nên thành ra là cái việc mà anh Đại không viết sách theo chương trình mới 2018 thì tất nhiên là chúng tôi nhận ra ngay. Và anh đã tuyên bố rằng anh đã 40 năm anh cũng sửa. Đấy. Thì do đó cho nên đã làm 40 năm rồi cho nên không sửa. Dạ vâng. Đã làm 40 năm rồi cho nên không sửa. Vâng. 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 Không rất nghiêm chỉnh. Sách của anh rất là hay. Đấy. Nhưng mà đến thời điểm chúng ta thực hiện chương trình mới thì nó không phù hợp nữa. Và vậy theo anh là không phù hợp nữa. Không. Chúng phải là theo lịch sử. Không. Cũng phải theo cuộc sống. Tôi cũng phải theo lịch sử tiến hóa. Cũng phải theo khoa học. Anh thôi. Không phải. Chúng tôi theo chương trình. Anh tin rồi, anh cũng đáng gì đối với tôi. Theo nhà nước. Theo tư duy. Không. Anh đã, anh để tập mọi người, tất cả các nhà báo đều chứng nhận thôi. Và nhìn thấy cái cách ứng xử của giáo sư Hồ Đại. Và mọi người thấy rằng đấy, một nhà giáo trước hết là phải có đạo đức đã, rồi hẳn nói chuyện khác. Đấy nào. Trước hết là phải có đạo đức đã. Nếu mà nói cái dòng như thế là thiếu đạo đức. Và tôi có thể là không nói chuyện với anh à, mà tôi phải nói chuyện với hội đồng, với tất cả mọi người ở đây. Đấy, tôi xin nói rõ ràng là như vậy, chứ anh không có quyền nào để coi thường người khác. Anh khinh bỉ người khác thì người khác cũng khinh bỉ anh. Ông khinh bỉ, tôi nói thật, tôi phải khinh bỉ. Tôi nói thật đấy, tôi không khinh bỉ anh, tôi chưa bao giờ đọc anh cả. Thế bây giờ, xong không? Rồi nhá, tôi nói. Cho nên tôi chỉ nói cái này là tôi tử tế và lịch sự với mọi người. Nhưng tôi sẽ không lịch sự với bất cứ ai xúc phạm tôi. Đấy, tôi nói rõ ràng, đây là. Thế cho nên là tóm lại tôi nói rằng là cái quan niệm của anh về tiếng Việt là môn khoa học là sai. Là chứng tỏ anh không hiểu về môn tiếng Việt. Đấy nè, là tôi xin nói điều đó như vậy. Mà một điều không hiểu tiếng Việt thì không thể chủ biên được sách tiếng Việt. Dù là tiếng Việt 1 và dù nó đã dạy đến 40 năm nay rồi. Đó. Thế đấy là tôi xin nói điều như vậy. Cho nên rõ ràng là cái quan niệm của tôi rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Thì cho nên là do đó mà chúng tôi cho rằng là cái chương trình của sách của anh không đáp ứng được cái yêu cầu của chương trình mới. Đấy. Còn đáp ứng lịch sử là chuyện khác. Chương trình mới là không đáp ứng. Không đáp ứng thì nó không đạt. Đấy. Và muốn đạt được thì anh phải sửa lại theo yêu cầu của chương trình. Đấy. Đây là một cuộc chơi chung thế thôi. Còn nếu không thì anh cứ thi thực nghiệm ở trong trường của anh thôi. Vấn đề là anh cứ thực nghiệm, ai cấm anh đâu. Vâng ạ. Tôi nghĩ là bộ thì không phản đối chuyện đó, bạn cứ viết thực nghiệm trong trường của anh. Còn ở đại trà của xã hội thì thực hiện theo chương trình mới. Vì đấy là cả một cái lộ trình của cả một chương trình đổi mới giáo dục của nhà nước. Chứ không phải của một riêng ai. Và chúng ta phải tôn trọng điều đó. Tôi xin hết.